Hello và chào mừng anh em đã quay trở lại channel mình nha. Hôm nay thì mình sẽ làm clip review về skin súng nâng cấp đầu tiên của cây SLR nha. Đây phải gọi là một cây súng mà gần như không ai sử dụng ở bên cái bản mobi này luôn anh em. Quá là đáng lòng luôn. Rồi, tên này đáp muộn thế. Xong bạn rồi. Đáp đất thì cũng chết thôi. Gạt luôn này. Có một tên trước mặt luôn này. Tên bên phải nữa. Bắt tên này trước. Rồi, vỡ đầu rồi anh em ạ. Ông này chưa giáp mũ. Ui, thêm một người nữa mà vẫn chưa chết à? Châu bò thế. À, chạy đi đâu? Chạy đâu rồi cũng phải chết thôi. Cố làm cái gì nữa. Đây có tiếng chân ngay sau lưng mình luôn. Rồi đợi tí đã anh em ạ. Để loot thêm ít đồ đã. Bây giờ phải tìm cái SLR trước đã. Ôi nó vào nhà mình rồi này. À hai tên luôn à. Tính vào đây săn mình à. Này thì vào đây mà săn này. Xong rồi. Tên kia nốc ngay góc thế thì làm sao mà cứu được đây. Cho hết lửa vào luôn anh em ạ. Gọi là nướng chín tên này luôn. Này thì hổ báo nó định. Ăn lửa mà chết đấy bạn. Ông kia thấy nốc cái rén ngay. Rồi vẫn chưa chết à. Châu bò thế nhở. Rồi đợi mình tí đã. Vào đây loot thêm ít đồ. Có mấy trận trước mình vào khu này mình hay loot được SLR này. Không biết là trận này như nào đây. Tên kia quăng lửa lại đấy chứ. Này sau lưng có người này. Nhưng mà kệ đã anh em ạ. Để xử lý cái tên trước mặt đã. Nói về cây súng SLR này thì bên bản PC ấy rất là nhiều người chuộng luôn. Kể cả mấy tuyển thủ bên đấy người ta rất là hay sử dụng. Nhưng mà mình không hiểu lý do gì. Đây, vừa mới nói xong có luôn này. Không hiểu vì cái lý do gì mà bản mobi này nhiều người chê vãi. Không ai thèm bắn luôn anh em. Mặc dù bản PC nó mạnh vãi cả trưởng luôn. Để hôm nay mình tự cầm mình test luôn. Đấy ơi, leo vào luôn á. Úi dồi, máu liều thế nhở. Đây, gạt luôn này. Đó, skin nâng cấp đầu tiên mình quay ở trong cái vòng quay full vòng ấy. Mà may mắn là mình quay đến lần thứ 7 là ra luôn rồi anh em ạ. À, tên bên này công lên này. Nhảy nhót này. Chạy đi đâu. Nhảy nhót với chúng tôi này, cho gãy chân luôn. Rồi khu mình lia rồi. Còn 4 tên nữa anh em ạ. Rồi thấy một tên trước mặt. Một tên trước trong nhà nữa. Tên này đang kê sau thùng này. Ăn lửa đi. Úi giời chạy kìa. Chạy đi đâu bạn ơi. Gạt đã này. Không biết là phải bạn nó trong kia không. Hình như là hai team. Thấy tên này đang kê anh em ạ. Ui đồng đấy. Để mình bách về đã. Mày thế, mày mà bách về kịp. Bọn này đẩy lên luôn à. Lên đây bạn ơi, nóc một. Còn hai nữa. Thấy một tên đứng trên nóc kìa. À, tìm nó luôn anh em ạ. Qua đấy mà cứu này, nóc hai. Còn tên này cũng qua luôn à. Ô kìa, làm cái trò gì vậy mấy bạn ơi. Đúng là vì một người, à một người vì mọi người đây anh em. Đấy, vì ông nốc đầu tiên mà cuối cùng cả team đều bị clear luôn. Ui, có xe phi tới anh em ạ. Ui, né né né. Ơ, nó dừng luôn này. Đấy, không dí mình à. Ơ, quay đầu bỏ đi luôn anh em ạ. Lạ thật, mấy tên đấy. Ơ, mình thấy cũng đông mà. Mình thấy cũng phải ít nhất 3 thằng anh em ạ. Một thằng ngồi sau nữa đang ngó ra kìa. Mà sao lại... À, quay lại rồi. Ơ. Ui, tôi đâm vào gốc cây rồi anh em ơi. Nhảy xuống rồi này. À, nằm sau xe này. Mình cứ phá lốp đã, không đề phòng lấy xe nó đẩy lên đấy. Ô, một tên đẩy bộ lên luôn à. Không biết team này có mấy tên nữa. Nhưng mà mình thấy có ít nhất là hai tên rồi. Hoặc là ba tên. Đây này, lấp ló này. Lấp ló này, ui. Hai viên rồi anh em ạ, tí nữa nóc được. Còn tên này nữa, ngó này, vỡ đầu chưa. Rồi, dén luôn rồi, không dám ngó nữa. Tầm này ngó là bay đầu đấy. Tên này vẫn ngó này. Rồi, nốc luôn. Ô, tên này làm gì đây? Ra nằm sấy luôn nè. Ông này liều mạng nhờ. Kể ra cái SLR này cũng táp sao cũng mạnh phết anh em. Mình thấy cứ một đầu một người là nốc. Nếu mà mũ 2 giáp 2 thì đấy. Còn nếu mà mũ giáp 3 giáp 3 thì một đầu hai người. Mạnh như thế này mà mình thấy ít người sử dụng phết. Chắc là do cái độ giật nó cao ấy. À, thế là chỉ có hai tên thôi anh em ạ. Ô, gọi này. Trong nhà vẫn đang còn tiếng AK này. À, mình biết mà. Mình là rõ ràng tin này phải nhất 3 thằng. Thế là có một tên lại vào trong này núp. Không ra mà cứ đồng đội. Chơi tên này là dở rồi. Đây, ngay trong nhà này luôn. Nó chạy qua bên này sao ấy này. Đâu rồi? À, tầng 2 à? Vãi thật, đứng ngay góc ở tầng 2 ở trên anh em ạ. Ui! Vãi, đứng ngay chỗ này luôn. Ôi toàn ôi, lùi về đã anh em ơi, hiếu máu đã. Ôi, đẩy luôn này. Làm gì mà căng vậy anh hai ơi.
Mẹ, mình tưởng nó đứng ở trên góc ở chỗ đoạn này chứ ai ngờ đứng ngay chỗ cầu thang. Vãi, leo ra luôn à? Thôi sao? Mẹ, để thằng này nó hack não anh em ạ. Cày thật sự luôn ý. Trời ơi. Đây, để mình vào lại mình chơi nó luôn. Không thì mình lại mình lấy SLR cũng được. Vấn đề gì? Ui, vãi nồi thật. SLR mà nó cũng lấy á. Cây súng vạn người chê mà vẫn có người lấy anh em ạ. Ảo thật đấy. Mà nãy có tên nó cầm súng gì nó táp bên kia giống SLR lắm anh em ơi. Đây, gọi luôn, chắc là nó đấy. Lấy xe mình qua mới được. Vừa thấy nghe tiếng bắn ngay trên đồi này luôn này. Mà nghe rất là giống SLR nha. Chắc là chỉ có tên này thôi. Phải tìm bằng được nó lấy lại súng anh em ạ. À, mình thấy rồi này, nó chạy ngay trên đồi kìa. Đây rồi, ngay trước mặt luôn. Rồi, bạn chạy đâu? Úi, lại còn nằm nữa. Này thì nằm nè, đúng cái tên này rồi. Đúng cái tên Trung Quốc này rồi anh em ạ. Đưa cây súng SLR đây. Đây rồi, nói chung là những gì đã là của mình thì nó sẽ thuộc về mình rồi. À, bên kia có tiếng MG3 kìa. Thì chắc là bọn bắn thính nó qua bên kia rồi anh em ạ. Để mình qua kia đi. Chỗ này cũng chả có ai mà. Nó qua bên đấy nó bắn cái gì bên đấy ta? Chẳng có nhẽ bắn nó zombie ta. Ui, chỗ này có xác luôn này. Chắc là chúng nó vừa bắn nhau ngay chỗ này. Trời ơi, zombie nó lại dí mình chứ. Mình lại vứt bố nó con dao rồi, giờ bắn lên lộ vị trí mất. Ô, lấy xe nó chạy này. Mấy tên này, mấy tên này. Để mình xem nào. Ui rồi xong rồi, đâm vào gốc cây. Úi rồi, ba đầu luôn anh em ạ. Sướng tê nhờ, ba tên luôn. Mẹ, cuối cùng không gạt được. Ba tên anh em ơi. Đây, không sao hết. Đâu rồi, con xe đâu rồi. Phá lốp đã. Cho bọn nó mắc kẹt chỗ đấy luôn. Mình đứng đây mình táp. Lâu lắm rồi mới có cơ hội để được có cái góc đẹp để táp SR như này đấy anh em. Không dám ngó luôn mà. Mấy ông này chắc rén rồi anh em ạ. À đây, đây chạy đây. Dùng bắn chợt chạy. Úi rồi ôi. Ba viên nóc luôn anh em ạ. Mê táp dính như keo vậy. Có khi nào bọn này nó nghĩ mình hack không ta? Quả phát đầu mình táp toàn đầu là nó cũng đã choáng rồi. Thêm phát vừa rồi nữa thì thôi. Bảo sao không thấy ông nào dám ngó ra. Đây là cái gì đấy? Hình như con xe hay sao ấy chứ. Chắc con xe thôi. Còn hai tên nữa. Để đổi sang góc bên này cho dễ nhìn đấy anh em ạ. Góc kia mắc cầy quá. Giờ sao nhở? Ui, có tên dùng ván trượt nó qua bên trò rồi này. Ô, thêm một tên kia nữa kìa. Trời ạ, mình lại không có góc mình bắn chứ. Đèn tê nhờ, đúng lúc qua góc này thì nó lại chạy đi. Biết thế mình cứ đứng góc kia mình kê rồi. À, tên này đâm thẳng về chỗ mình luôn này. Bạn chán sống rồi bạn ơi. Gạt luôn. Rồi. Kìa, tên kia cũng lấy ván lên luôn này. Nào, lên đây bạn. Thế là mấy ông này là xác định là muốn chơi mình rồi đây. Đồng đội phải như thế. Một khi đồng đội bị gạt là phải quay lại chơi. Đúng rồi, khô máu đi. Tên này nó lách. Có vẻ như là nó biết bắn đấy anh em ạ. Sợ nó trả đam ấy. Leo lên thùng cái nó bắn cho không kịp trở tay luôn đấy. Giờ nó né góc đây này, không hề đề phòng nó ốp bom đấy. À, đứng ngay sau hòn đá này. Đó, biết ngay mà. Bom như thế mà nó không chết nhở. À, sớm mốc công luôn anh em ạ. Ghê gớm đấy. Nào lên đây bạn. Rồi, đứng ngay bên sớm mốc trái này. Chết đi. Chết à? Ảo thế nhở? Ui. Một tên AK nữa rồi mà vẫn không chết. Ông này trâu thế. Hay là bom mình không dính đam nhở? Ở đây rồi. Lần này thì chết chưa này. Thế cho nó nhanh. Rồi, cả đi team Trung Quốc. Easy luôn anh em ạ. Mẹ táp LR đã thật. Để vào đây mình phun nước đã. Cứ từ anh em ơi. 12 người với cái bo này nữa. Để lát nữa chọn cái góc nào đẹp đẹp trong bo xong rồi mình đứng mình táp thì bao đã luôn. À đây rồi, thấy một tên đang chạy trống này. Đây rồi, con hàng đây rồi. Chạy đâu bạn? Ba viên rồi, trời ơi. Thì tên này giáp 3 rồi anh em ạ. Nãy mình có test đam con này ở trong phòng tập ấy. 4 viên giáp 3 là đủ đam luôn. Tên này chỉ cần một viên nữa thôi là nó chết. Đây. Chạy đâu? À. Rồi, không sao hết. Đứng góc này thì bạn chết. Công lên luôn này. Công lên đây bạn. Rồi, chết luôn. Xuống lút thêm ít đạn nữa rồi mình té nhanh thôi. À, bắn nhau phía nhà sau. Chỗ nhà kho. Thấy có một tên trên nóc này. Rồi, thế là nhà này clear.
ngon luôn. Đây, mình dừng đấy, mình cam đi. Ô, có tiếng buggy. Chạy ngay sau này. À, nó chạy qua anh em, tưởng nó đẩy vào đây, nó chiếm bo chứ. Vào kia bắn nhau luôn à. Ố, có tên đang ngó trên đồi này. Ngó, ngó, nghiêng, nghiêng cái gì đấy bạn. Rồi, một đầu hai người chết. Đấy, kể ra SR mạnh phết đấy anh em. Đâu phải đùa đâu. Đây, tới chân nóc đây rồi. À, dùng kỹ năng lên nóc này. Nằm mà bạn, hai viên rồi. Ba viên rồi. Rồi, vỡ đầu luôn. Gạt đã. Đó, ba viên là gạt được luôn mà. Con này đâu phải yếu đâu. Úi, có Groza. Rồi, nốc một rồi. Thế là còn hai team trong đấy rồi anh em ạ. Vào luôn đi. Ui, có tên AMR kìa. Thế phải cẩn thận tên này anh em ơi. Không là nó cho một phát là đi luôn đấy. Vòng qua trái đã. Vòng qua trái mới lên đồi mình móc xem có được không. Đấy, bắn nhau rồi, vẫn bắn nhau. Rồi, thế là một team bị clear. Thế thì còn team 2 ở trong nhà kho thôi mà. Rồi, bo trên chỗ mình luôn này. Mình đứng đây mình cam bo luôn thì thôi, top 1 rồi anh em ạ. Phải phá hết lốp xe đã nhờ. Tí nữa cho bọn này chạy bộ ơi, mình đứng mình tát cho nó sướng. Đây, bên này lắm xe thế. Buggy này. Monster chắc này. Con này lốp nó hơi trâu. Mấy viên là vỡ được lốp đây. Phải thật, phải hơn chục viên ý. Ô, có tên ngắm mình. À đâu, đây là xe máy mà. Phá hết lốp luôn. Xe máy cũng phá luôn anh em ạ. À, thấy rồi, một tên đang ngó. À, chạy à? Chạy ra lấy xe đúng không? Ui, 4 viên mà không chết à? Ông này giáp 5 rồi. Vãi thật, giáp 3, 4 viên là đã chết rồi mà. Còn con buggy này, phá nốt anh em ạ. Kìa, lấy xe buggy chạy kìa. Ui, vẫn chạy được à? Ui, biết thế nãy mình phá luôn cái lốp sau rồi, đậu xanh. Mẹ để nó chạy được qua bên trái nó vào bo mất. Mình phải cam vào được tên này. Ơ, thế còn một tên ở đâu nhở? Mình thấy có một tên nó ngồi xe thôi. Hay là để lại một tên nó chạy bộ ta. Đây, góc này đứng thì quá đẹp luôn anh em ạ. Nhưng mà nó hơi trống thôi. Kìa rồi, chạy bộ. À, thì chắc là vỡ lốp xe không đi được nữa anh em ơi. Tên này chạy bộ rồi, lần này thì ai cứu được bạn đây. Mà thấy có mỗi tên này thôi. Ngó này. À, thì ra là hai tên lẻ. Rồi, vậy là còn một tên cuối nữa. Thanh niên này trốn kỹ thế nhở. À, kia rồi. Tự nhiên đang yên đang lành lại sờ mốc ra làm cái gì vậy bạn ơi. Lại ông tôi ở bụi này à. Rồi, xong bạn rồi. Để mình tìm cách mình kết liễu tên này bằng SR. Đây rồi, đang nằm này. Thanh niên fake nghe bạn nằm trên xong rồi sờ mốc xuống chứ. Đây, đứng đây bắn luôn này. Nào. Bỏ lên đây. Trời ơi. SLR bá thế này mà sao lại nhiều người chê vậy. Kể ra con này đợt này bắn cũng sướng thật đấy anh em ạ. Không được đâu. Anh em nên thử gọi là cầm meta SLR đợt này xem nó như nào nhá. Chứ mình thấy táp cực kỳ mạnh đấy. Không khác gì MK luôn. Mỗi tội là nó không có cái chế độ bắn auto như MK thôi. Đấy thì ok, clip hôm nay mình đã trải nghiệm skin nâng cấp đầu tiên của SLR rồi. Cũng khá là đẹp. Mặc dù nó mới chỉ là level 5 thôi. Thì ok, bye bye mọi người. Và hẹn anh em ở những clip tiếp theo nhá.